trực tiếp cạnh tranh với các doanh nghiệp hàng đầu thế giới, khiến 9 trên 10 nhà đầu tư trong giới công nghệ muốn đầu tư vào sản phẩm của mình và rồi nhận được khoản vốn đầu tư 60.000 euro cho lộ trình khởi nghiệp từ chính phủ Phần Lan. Để đạt được những điều này, doanh nhân trẻ 9X Trần Ngọc Thái đã phải liên tục phát triển và hoàn thiện ứng dụng chuyển đổi ngôn ngữ tức thời của mình. Trong câu chuyện cộng đồng ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu câu chuyện khởi nghiệp của một người Việt trẻ tại Phần Lan, một trong những quốc gia có môi trường khởi nghiệp năng động nhất trên thế giới. Chỉ chưa tới một phút, đoạn video này đã có thể được dịch sang tiếng Việt. Người dùng chỉ cần tải lên video cần dịch, điều chỉnh các tùy chọn, sau đó nhận video đã được dịch, lồng tiếng và làm phụ đề sang ngôn ngữ mong muốn. Với 70 ngôn ngữ khác nhau và 250 kiểu giọng nói, ứng dụng Hey.io này là sản phẩm của công ty công nghệ Việt Haytech, được thành lập vào năm 2021, hiện có trụ sở tại thành phố Espoo của Phần Lan. Mình gọi làm ở Việt Nam thì mình thấy rằng là có rất là nhiều người Việt Nam muốn coi nội dung tiếng Anh nhưng mà không có hiểu. Nên là mình nghĩ rằng có cái ý tưởng nào đó mà mình có thể người ta nói tiếng Anh nhưng mà nó lồng ra tiếng Việt của mình được không? Mình hỏi rất là nhiều người ta có cái nhu cầu đó, vì thế là mình bắt đầu làm. Ấn tượng với ý tưởng khởi nghiệp của anh Thái, tỷ phú người Phần Lan ông Peter Vesterbeka, người từng được tạp chí Times bình chọn là một trong 100 người có tầm ảnh hưởng nhất trên hành tinh, đã quyết định đầu tư vào Haytech chỉ sau hai lần gặp anh Thái. Chính ông Peter là người đã thuyết phục anh Thái đưa công ty sang Phần Lan để phát triển trong hệ sinh thái khởi nghiệp hàng đầu trên thế giới. Thật tuyệt vời khi tôi được hỗ trợ công ty Haytech và thấy được sự phát triển mỗi ngày của nó. Các doanh nhân Việt Nam luôn được đánh giá là đầy tham vọng, chăm chỉ và nhạy bén. Và Thái đang phát huy những điểm mạnh đó trong môi trường kinh doanh tại châu Âu. Với những tính năng ưu việt, Hey.io đã đạt doanh thu gần 500.000 đô la Mỹ sau 10 tháng ra mắt. Với hơn 100.000 người dùng, Hey.io đang đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 200%. Nằm trong top 2 startup của vườn ươm khởi nghiệp Helsinki Incubators, anh Thái đã có cơ hội để giới thiệu ứng dụng của mình với các công ty công nghệ lớn hàng đầu thế giới. Thay vì có những cơ hội thì họ nghĩ về Hàn Quốc đi, họ nghĩ về Trung Quốc, họ nghĩ về Nhật Bản. Tại sao không phải là những công ty Việt Nam? Mình làm công ty Việt, mình đang cố gắng nỗ lực hàng ngày tạo ra một cái sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với những sản phẩm bên châu Âu này. Thì đó là một cái điều mà bên trong tấm lòng của mình luôn luôn đặt để mình giữ vững cái hình ảnh của đất nước mình, tăng cái vị thế của đất nước mình lên. Giống như là trách nhiệm vậy đó, chứ không phải là làm chỉ kiếm tiền không. Mình tin là như vậy. Nếu mà kiếm tiền thì mình chắc làm việc khác rồi. Dù đã sang Phần Lan, song đội ngũ phát triển sản phẩm, lập trình của Hey.io vẫn đặt ở Việt Nam. Những công ty khởi nghiệp Việt như Haytech đang góp phần đưa Việt Nam vào bản đồ khởi nghiệp thế giới.